Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Gần cả năm rồi mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh, làm sao đây anh? Đừng lo nhé em ơi, em à, vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa Sen Home, ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với không gian ấm cúng quen thuộc của chương trình Bước ngoặt cuộc đời, để chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các khách mời đến với chương trình ngày hôm nay. Sẽ là một chàng trai rất tài năng ở lĩnh vực văn chương. Anh đã có rất nhiều những sáng tác, truyện ngắn, thơ, tản văn được đăng trên các báo, tạp chí, nhận được nhiều sự yêu thích và đồng cảm của công chúng. Và ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã là bút trưởng của bút nhóm Hương Nhãn trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Giờ đây, không chỉ có niềm đam mê về văn chương, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần Phật Pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh, nghe anh kể những câu chuyện của mình nhiều hơn để hiểu về Phật Pháp đã đến với anh trong cuộc sống và mang đến những điều gì. Xin được giới thiệu nhà thơ Lương Đình Khoa. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Mình tự ví mình như một con dế cô đơn giữa cái thành phố Hà Nội này, loay hoay trong một chiếc hộp, không tìm được lối ra. Đã tái sinh cuộc đời mình thứ hai. Được sinh ra là người mà không biết đạo Phật, đó thực sự là một thiệt thòi. Xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để về chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, anh có thể chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn để hiểu về những cái mối quan tâm, những cái niềm vui cho cuộc sống của anh hiện tại bây giờ là những điều gì? Hiện tại bây giờ thì thực sự cuộc sống của tôi niềm hạnh phúc hàng ngày thường trực, luôn luôn thường trực. Vì từ khi biết đến đạo Phật thì tôi thấy rằng mình đang được tận hưởng. Thực sự tôi luôn nói với bạn bè rằng được sinh ra là người mà không biết đạo Phật, đó thực sự là một thiệt thòi. Nó cũng giống như chính câu chuyện của cuộc đời tôi vậy. Trước năm 2015, cuộc sống của tôi thì thường là những vui buồn quẩn quanh cá nhân thôi. Và tôi loay hoay với chính cuộc sống của mình, không biết đường đi hay là tôi nhìn theo người khác để sống. Nhưng từ tháng 1 2015, khi tiếp xúc sâu hơn đạo Phật, thì tôi nhận ra rằng tôi cần sống cuộc sống của chính tôi. Không ai đi hộ thở hộ được bước chân của mình cả. Và tôi chuyển hóa đạo Phật để mà thấy đạo Phật gần gũi cơm ăn nước uống hàng ngày, và tôi hạnh phúc trong từng phút giây. Đạo Phật đã giúp tôi thấy bình an hơn, thanh thản hơn và tìm được chính mình trong từng khoảnh khắc đang sống. Vâng, và đó cũng là lý do mà ngày hôm nay rất là có duyên được chào đón nhà thơ Lương Đình Khoa để về chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Trước hết thì chúng tôi muốn hỏi nhiều hơn là với anh, sau khi có nhiều trải nghiệm với văn chương, qua những tác phẩm dạy bày những suy nghĩ cũng như những suy nghĩ tích cực của mình vào trong đó, thì giờ đây văn chương có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của anh? Văn chương hiện tại với tôi đó là một cái kênh truyền thông để tôi lan tỏa cái năng lượng tích cực của tôi, và tôi đưa cái đạo Phật, chuyển hóa đạo Phật vào trong đó để tôi lan tỏa tới mọi người xung quanh tôi. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó khá là hữu hiệu, vì hiện tại những cái điều tôi đang làm, những cái bài viết ở trang báo, những cái radio, những video, hoặc là những cái chương trình sự kiện tôi làm, thì đều có lồng ghép vào đó. Và chính cái điều đó giúp tôi tự tin hơn để chia sẻ cái tâm sự của chính mình. Nó là một đam mê, và đôi khi là một sứ mệnh. Sứ mệnh của con người, người mình gắn với chữ nghĩa. Và cái chữ nghĩa đó của mình, nó mà trở theo cái điều gì? Thì trước đó, cái chữ nghĩa đối với tôi đơn giản chỉ là một sự thổ lộ giải bày về những vui buồn, những yêu ghét của bản thân tôi mà thôi. Và nó đưa đến cho độc giả cảm xúc cũng chỉ dừng ở mức đó. Đó là vui buồn trước cuộc sống. Nhưng
khi tiếp xúc sâu đạo Phật và biết chuyển hóa, biết lồng ghép những cái sự an nhiên, cái sự hạnh phúc, cái sự tự tại, cái sự tử tế vào trong con thương văn chương chữ nghĩa, thì tự dưng những cái điều tôi viết nó có giá trị hơn vì nó được lan tỏa. Nó như một ngọn nến chẳng hạn, nó không chỉ thắp sáng chính nó nữa mà nó đang góp phần từng ngày từng giờ thắp sáng cho những ngọn nến khác nữa. Và đó là hạnh phúc, và đó là bước ngoặt, và đó là cái điều kỳ diệu. Dạ vâng, rất là hay, bởi vì ngay từ đầu đã thấy rằng có rất là nhiều điều sẽ dần dần được lập mở cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thủy Linh nhớ là một trong những tác phẩm văn chương đầu tiên của anh Lưu Đình Khoa được xuất bản tên là Khuôn Mặt Tình Yêu, đúng không ạ? Dạ, cái đó là mình viết từ hồi... Còn là sinh viên. Sinh viên, đúng rồi. Tại vì mình trưởng thành từ báo thiếu niên Tiền Phong và đam mê viết từ nhỏ, từ cấp 2, cấp 3. Cũng đã thường xuyên có bài đăng báo và các bạn bốn phương viết thư tay về. Thì khi vào đại học thì mình háo hức, đang cái tuổi yêu mà, thì cũng muốn gom lại và cũng muốn khẳng định mình một chút như thế với tập thơ Khuôn Mặt Tình Yêu. Sau đó, những thời gian về sau ấy, thì tự dưng mình nhận thấy rằng cái tình yêu đó chỉ tình yêu vị kỷ, tình yêu cá nhân thôi. Và nó chỉ là một phút nhất thời, một cái gì đó thăng hoa nhất thời rồi nó cũng chìm đi giữa muôn vàn thứ khác. Nó không có cái dấu ấn gì riêng, nó không có cái gì neo lại. Mình phải là mình phải khác đi, mình phải tạo ra giá trị không chỉ cho mình mà cho những người xung quanh mình nữa. Thì từ đó thì mình thấy rằng mình ít xuất bản hơn. Những cái gì chia sẻ thì mình có thể chia sẻ qua mạng và trực tiếp tới những người mình có duyên gắn bó trong các hoạt động sự kiện. Vì bản thân mình cũng gắn bó với các bạn sinh viên rất là nhiều, các con học sinh rất là nhiều. Và hàng ngày hàng giờ mình đang gieo, mình góp phần ươm mầm, truyền cảm hứng tích cực từ chính lòng mình, cái điều tử tế từ mình tới các con và tới những người bạn. Tôi đang tưởng tượng những cái giai đoạn đầu ấy của chàng trai, khi đó vẫn còn học sinh sinh viên đi, có đam mê văn chương. Cái thời mà tôi còn ngồi trong ghế nhà trường thì tôi cũng học ở những lớp về chuyên văn. Dạ. Thì tôi để ý là những cái bạn nam ở trong lớp thì đa phần là những cái chàng trai đó lại có cái cuộc sống có gì đó nó khá là trầm lắng và ít nói. Không biết là anh Khoa hồi mà còn là học sinh học văn thì có ở trong cái hoàn cảnh môi trường như thế không? Có lẽ đó cũng là một cái gì đó rất là tự nhiên và cũng khá đúng. Tại vì hồi đó thì mình còn khá nhát nữa cơ. Vì rõ ràng khi mình sống với thế giới văn chương của mình là mình thỏa sức. Nó chỉ là nội bộ trong cái nội tại trong cái lòng mình thôi. Còn thế giới bên ngoài thì dường như với mình có gì đó vẫn còn ngô nghê khờ khạo và vẫn khép lòng, không thiếu tự tin. Thực sự thiếu tự tin. Nhưng mà từ khi biết đến đạo Phật thì khác hẳn hoàn toàn. Dạ. Vì mình biết nuôi dưỡng cái niềm vui tự thân của mình. Và mình biết thay đổi để mà mình hòa. Mình hòa cuộc sống của mình với cuộc sống của mọi người. Mình hiểu cuộc sống của mọi người để mình nhìn đời bằng mắt thương. Từ tự dưng mình thấy mình là họ và họ là mình. Đó cái sự tương tác. Soi mình và người khác để thấy chính mình. Thì mình thấy rằng nó là thú vị hơn. Ra trường xong thì anh làm những công việc gì nào? Sau khi ra trường thì mình về làm bên tầm tay.vn. Là một cái mạng xã hội của Việt Rất Nam. Rất lớn thời điểm đó. Và hồi đó thì mình phụ trách một trang blog, quản trị blog. Ngoài ra các hoạt động sự kiện như là thi Meet này. Thì người sinh viên thanh lịch, thi giọng hát hay của sinh viên các trường đại học trên cả nước mà tầm tay tài trợ. Thì mình cũng là người phụ trách đồng hành luôn. Và sống trong môi trường với sinh viên và tiếp xúc các bạn ngay từ thời điểm đó cũng thấy rất là tích cực. Và mình thấy rằng cái tuổi trẻ thực sự nó nhiều năng lượng. Nhưng mà đôi khi họ cũng loay hoay, họ cũng băn khoăn chưa tìm được con đường, chưa được tìm được nguồn ánh sáng rọi vào cho họ. Cho nên là sau này khi mà biết đến đạo Phật nhiều hơn thì mình muốn góp phần tiếp tục đồng hành. Nhưng mà mình góp phần để lan tỏa, truyền cảm hứng, khơi mở, gõ cửa cho họ. Dạ. Để họ hạnh phúc với hiện tại đang có, đang sống, đang học tập và tiếp tục gieo những cái ánh sáng trên con đường mà họ sẽ đi phía trước. Vâng. Và phải chăng ở thời điểm đó có phải cái việc văn chương rất là khó để có thể làm một nghề để kiếm sống nên anh đã làm kinh doanh? Linh nhớ là có một thời điểm anh còn mở Nghiêm Hoa Trà. Mọi cái mình làm và mình đi từ trước đến nay không hề có mục đích kinh doanh vào đấy. Đơn giản chỉ là yêu thích. Cái ngẫu hứng từ bản thân mà thôi. Mình thấy thích một cái điều đó bình an, mình thấy thích một môi trường vui vẻ kết nối thì mình làm thôi. Cái ở quán trà đấy, mình chưa kinh nghiệm kinh doanh, chưa làm kinh doanh bao giờ thực sự. Vâng. Nhưng vì thích có một nơi chốn để bản thân mình, bạn bè được uống trà, tao nhã thưởng thức, được nghe nhạc Trịnh thì mình nhận mình kinh doanh cùng hai cậu bạn nữa. Và thực sự hồi đó rất là nhiều kỷ niệm và cũng là một bước ngoặt đối với mình, đang từ một môi trường văn phòng sang một môi trường kinh doanh thì vừa là chủ quán này, mua nguyên vật liệu này, thấy rằng ồ gồng cũng được. Một tối nằm 3 đến 4 đêm nhạc, không có MC thì tiết kiệm mà. Xong lên dẫn chương trình, luôn. Sau đó cũng quen và sau đó mình tự tin hơn. Chứ khi khách đến quán thì mình là người trực tiếp pha trà cho các bạn. Và mình chia sẻ những câu chuyện về trà qua góc nhìn của mình. Trà cũng như một cuộc đời. Khi chúng ta bỏ trà vào ấm, chúng ta rót nước sôi vào, những tôm trà sẽ xoay xoay đảo đảo. Nó giống như chúng ta bước vào đời, chúng ta loay hoay tìm vị trí đứng, tìm những người bạn của mình, tìm sự đồng cảm. Nhưng khi tìm được rồi, trà sẽ lắng xuống dưới, quây quần tụ lại bên nhau. Đó là sự kết nối, là sự tương tác.
Hay như khi chúng ta uống trà, ban đầu có thể đắng chát, nhưng uống lâu dần cái vị ngọt, dư âm sẽ còn mãi. Những cái vui buồn của cuộc sống cũng thế, chúng ta trải qua nhưng chúng ta yêu nó, trân quý nó. Nó chính là cái bài học, nó chính là cái thông điệp, là cái giá trị để chúng ta nhận ra và chúng ta tiếp tục đi tiếp. Vâng ạ, một chàng trai trẻ mà bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh nhưng anh lại chọn cái cách để mà tạo một không gian mang tính chất là bình yên, tĩnh lặng, chậm hơn. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì anh hình như cũng không kinh doanh trà nữa. Mình làm quán được gần 2 năm thì mình thấy bận như con mọn ấy. Thì là mình đắn đo và mình bán quán đi. Mình cũng có vô Sài Gòn để xem là mình có định lập nghiệp trong đó hay không. Nhưng không, được 2-3 tuần thì thấy cứ đè nặng một điều trong lòng ấy, không xa được Hà Nội. Khi về Hà Nội, về sân bay Nội Bài vỡ òa ra, mình nhận ra đây mới là nơi của mình. Vì mình hiểu Hà Nội, kỷ niệm tuổi thơ, tất cả những cái năm tháng tuổi trẻ của mình ở đây, con người, những con đường thế. Và mình quyết định gắn bó với Hà Nội. Và mình nhận ra rằng ở đâu không quan trọng. Quan trọng mình ở nơi đó mình có tình yêu thương, có cái sự thấu hiểu của nó. Giống như đạo Phật vậy, khi hiểu rồi sẽ thương. Và mình có thể khẳng định mình ở bất cứ vị trí nào, không nhất thiết là phải một cái gì đó hào nhoáng, phù hoa. Chính vì thế mình quyết định đặt tình yêu, xây ước mơ, đam mê và truyền năng lượng tại Hà Nội. Trưởng thành từ những trang viết từ thuở học trò, nhà thơ Lương Đình Khoa được biết đến như một cây viết trẻ đầy triển vọng trong làng thơ văn với nhiều bài thơ dấu ấn, đặc biệt với thế hệ trẻ hiện nay. Tự cho mình là người nặng tình, là hạt phù sa đi lạc giữa chốn thị thành, nên dù bất kỳ ở thể loại nào, nội dung nào trong mỗi trang viết của anh, người đọc cũng dễ dàng bắt gặp một nhân vật trữ tình. Đó là tôi, là người trẻ, là gã trai mang tâm hồn lãng mạn, đang hát những bài ca yêu thương giữa muôn nẻo đường đời. Gặp gỡ Phật Pháp là bước ngoặt cuộc đời của Lương Đình Khoa. Từ đó, thơ anh viết luôn mang hơi hướng thi vị liên quan đến Phật giáo. Anh viết không chỉ để giải bày mà muốn hướng người đọc đến những suy nghĩ tích cực, đó là sự tỉnh thức theo quan niệm nhà Phật, chỉ cho họ cách đối diện và mỉm cười với những khổ đau. Lại một hành trình mới phía trước đang mở ra với hạt phù sa lạc, với bước chân phiêu du của chàng trai Lương Đình Khoa. Cười và thở từ nhịp yêu thương, truyền cảm hứng và thắp lửa cho những ai có duyên gặp gỡ, chính là quan điểm sống và thông điệp mà Lương Đình Khoa muốn gửi gắm giữa cuộc đời này. Chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Thì bây giờ sẽ là lúc để chúng ta chia sẻ nhiều hơn về quãng thời gian thực sự mà Lương Đình Khoa được sống là chính mình bây giờ. Cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào? Cơ duyên ra sao? Tháng 1 năm 2015, mình về làm bên trường học, một ngôi trường ở Hà Đông. Thực sự từ trước nay chưa nghĩ là mình sẽ làm trường học đâu. Và về đó thì làm việc với học sinh, thực sự mình tìm được chính mình. Cái sự ngây thơ, cái sự hồn nhiên của các con, nó gieo lòng mình cái gì tươi vui. Nó là tắm mát mình trở lại những cái điều mình đã từng đánh mất. Và đặc biệt là mình có quen một sư thầy, trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai. Và mùa hè năm đó, thầy tổ chức khóa tu mùa hè. Lần đầu tiên mình về phụ giúp thầy, lần đầu tiên mình ở lại một ngôi chùa. Khi về thì mình nhẩn nha một mình thích lắm. Tại vì từ trước nay ở chùa làng mà, ở chùa làng đến chùa chỉ đến lễ Phật rồi về, thấy chùa toàn người già, không có người trẻ, không buồn đến nữa. Nhưng mà đây là thấy toàn người trẻ này, và thấy không gian đẹp quá. Mình nhẩn nha, mình đọc những thông điệp thầy treo ở trên tường, và mình suy ngẫm, có những khoảng lặng mình soi. Và mình thấy cuộc đời mình đó, và tự dưng mình thấy đạo Phật rất là gần gũi. Hóa ra đạo Phật không phải như ngày xưa là xem phim Tây Du Ký là một phép màu, hay đạo Phật hàng ngày ở chùa làng là một bức tường chỉ dành cho người già. Đạo Phật dành cho người trẻ. Và mình nhận ra rằng Đức Phật không phải là một cái hình tượng gì đó không có thật. Đức Phật là một con người biết sống vì số đông những con người. Chính vì thế ngôi chùa chính là một ngôi trường học, càng cần cho người trẻ. Người trẻ giống như bình minh của một cuộc đời. Nhưng mà khi hàng ngày chúng ta giao tiếp, chúng ta tiếp xúc với Facebook, với cuộc sống bộn bề bụi bặm, thì cái sự tươi mát của bình minh đã mất đi đâu rồi. Ngôi chùa sẽ lấy lại cái sự tươi mát đó, cái sự bình an đó, tưới tắm để chúng ta được sống là mình hơn và tìm thấy hạnh phúc trong từng phút giây. Mình nghĩ rằng đạo Phật giống như một cơn mưa rơi ra khắp thế gian, chẳng có phân biệt với ai cả. Nhưng lấy được lượng nước như thế nào tùy thuộc vào căn cơ và tùy thuộc với tâm thái của từng người. Cây xà cừ lấy một lượng nước khác nhau, cây bạch đàn, cây hoa hồng, cây cỏ khác nhau. Khi chúng ta lọc được mình, hàng ngày chúng ta cái điện thoại hỏng, chúng ta đau răng, đau tay là chúng ta chữa lành vết thương trên thân thể. Những cái vết thương trong tâm hồn, vết thương trong cái tiềm thức của mình thì không ai chữa lành. Đạo Phật đang chữa lành, đang ôm ấp để mà giúp chúng ta được trở về với sự tươi mát nhất.
như bản tính thiện lành mà mỗi con người đều đã có. Dạ. Vậy cụ thể với anh Khoa, đã có những vết thương nào trong anh mà đã được chữa lành một cách rất tự nhiên từ Phật Pháp? Cái vết thương của mình nghĩ rằng nó cũng không quá đau to bó lớn đâu. Nhưng cái vết thương đó là cái sự thiếu tự tin và cái sự loay hoay, thiếu định hướng cho cuộc đời mình. Ngay như hồi nhỏ, học cấp 3 mình cũng rất là nhát. Đến khi ra trường đi làm mình vẫn cứ loay hoay, mình chưa tìm thấy định nghĩa cái chân lý cuộc đời của mình. Cái thành công với mình hồi đó ấy, nó phải là có một công việc có lương cao, là một vị trí nào đó để cho bố mẹ, mình sống cho bố mẹ, cho mọi người tự hào về mình không để họ mất lòng, không để họ mất mặt. Đi theo hướng để bố mẹ muốn, nhưng chắc gì đó là cái mà mình đúng muốn. Giữa cái việc thành công của con cái là hạnh phúc của bố mẹ, hay hạnh phúc của con cái là thành công của bố mẹ, có lẽ chúng ta cũng cần xem lại. Thực sự thế, hãy chọn hạnh phúc. Hãy để những người con được hạnh phúc, sống với chính họ nhất là phiên bản của họ, thì đấy chính là thành công của bố mẹ rồi. Thành công như thế không có hạnh phúc thì đấy cũng là sự thất bại. Và chính vì thế, trước khi chưa biết đạo Phật mà mình nghĩ là mình là một người thiếu năng lực này, là người thất bại này, là người đang đi tìm mình này, và mình không có định hướng. Nhưng từ khi biết đến đạo Phật thì mình nhận ra rằng thành công của một người là họ biết trân quý chính họ, họ sống an vui, họ sống hạnh phúc mỗi ngày. Rõ ràng rồi, khi một người sống hạnh phúc từng ngày từng giờ là họ đang không gây đau khổ với người khác, và khi không gây đau khổ cho ai đó là họ đang đóng góp cho xã hội rồi. Tất cả chúng ta quanh ta đều tốt đẹp lên, đấy là thành công lớn nhất mà ai cũng thể chạm vào. Vậy cụ thể khi mà anh đã tìm ra được con đường phù hợp với chính bản thân mình thì khi đó anh lại tiếp tục học tập trau dồi như thế nào? Mình quan điểm rằng bản thân mình phải yêu, phải thích, phải vui và thấy hạnh phúc được thì mình mới lan tỏa được hạnh phúc cho người khác. Chính vì thế mình đến với đạo Phật đấy, mình cũng không gò để chạy theo một cái pháp tu nào, một quyển sách nào, một bài giảng nào. Vì tất cả giống như thức ăn, mình sẽ lọc, mình tiêu hóa và mình chuyển hóa để mà mình thể hiện theo cách của mình, miễn là ăn vui nhất. Thì mình thể hiện qua những cái trang viết của mình, những cái video mình dựng, những cái blog radio chẳng hạn, và những cái sự kiện hoạt động mình tham gia. Mình đồng hành các quý thầy, các khóa tu mùa hè, hay là mình còn hỗ trợ truyền thông Phật giáo cho các sự kiện, mình viết báo này. Thậm chí là mình còn tư vấn cho cả các bạn ở trên Facebook nữa. Có những người bạn trên Facebook chưa bao giờ gặp, nhưng họ thấy những gì mình viết là họ thấy an lạc. Họ vào Facebook của mình, họ thấy bình an. Thì có những cái mệt mỏi, đôi khi họ không có tìm ra hướng đi, họ nhắn một cái tin giữa nửa đêm, gửi anh một người lạ, và họ chia sẻ, mong anh có một lời khuyên, biết rằng làm phiền anh. Ok, mình rất là hạnh phúc khi mình thấy rằng mình đã góp phần để mở thành một cái giống như một cái điểm tựa cho ai đó trong một lúc họ cần. Mình vẫn nói với bạn bè rằng trong cuộc sống con người ta khó cho nhau tiền bạc, nhưng cái để cho nhau là thời gian, sự động viên, sẻ chia, khích lệ và hướng nhau đến những điều tích cực. Cái đấy đôi khi rất là cần. Khi một người trong bóng tối họ hoang mang, không có, mình góp phần thắp lên một ánh sáng thì họ khác hẳn hoàn toàn. Nếu trong một ngôi nhà đầy bóng tối, hay là người tự tay cầm rẻ lau cho những vệt tối đó sáng dần lên, tự dưng mình sẽ khác đi. Mình vẫn cũng nói với bạn bè rằng cái bộ não, cái suy nghĩ của mình giống như vị tướng trước khi ra trận, tay chân tế bào là quân. Tướng mà lạc quan, tướng dạo dực, tướng có niềm tin thì quân cũng sẽ dạo dực đánh thắng mọi thứ, sản sinh ra năng lượng tích cực. Nhưng mà tướng mà bi quan, mệt mỏi, chán nản thì quân cũng chỉ có cái năng lượng mệt mỏi, chán nản và không làm gì cả. Cái sự mệt mỏi, cái sự buồn rầu đó nó như con sâu, nó sẽ ăn mòn mất trí tuệ, thời gian của mình. Như anh Lương Đình Khoa có chia sẻ là anh đang rất là tâm huyết và miệt mài với những hoạt động để hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện, các hoạt động mà Phật giáo đấy ạ, mang tính chất cộng đồng. Vậy với kinh nghiệm của anh thì anh thấy rằng là làm thế nào, có cách nào để Phật Pháp, những triết lý của Phật Pháp đến với mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ, để thấy rằng Phật Pháp rất là gần gũi với tất cả chúng ta? Mình nghĩ rằng là để mà truyền thông được và để góp phần giúp đạo Phật lan tỏa tới người trẻ, đầu tiên phải giúp họ là yêu và họ thấy vui khi đến chùa đã. Thực sự, đến chùa mà họ không tìm thấy họ ở đó, họ không nhìn thấy người trẻ ở đó, họ không tìm thấy an lạc ở đó thì sẽ không đến đâu. Nhưng muốn để một đạo Phật tưới tắm được cho người trẻ thì hãy chuyển hóa đạo Phật để đạo Phật gần gũi như cơm ăn nước uống hàng ngày. Nó không như mình ngày xưa đến chùa chỉ thấy là một bức tường giữa các sư, không có sự kết nối, không có hoạt động gì dành cho người trẻ. Mình chuyển hóa như thế nào? Có một ví dụ rất đơn giản. Mình thì chưa có gia đình nhưng có hai cháu nhỏ là con của em trai, một bạn học lớp 2 và lớp 4. Gần nhà có ngôi chùa nhỏ. Thì những cái buổi chiều sau khi học một bài xong, mình dẫn cháu sang chùa chơi, đi xe đạp, thì mình sẽ giới thiệu đây là ông Phật, đây là bà Bồ Tát nhá. Bạn nhớ nhá, ông Phật, bà nghe Bồ Tát. Mình không có gọi là Đức Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình chuyển hóa như thế thì tự dưng là các con thấy là ồ sao gần gũi giống như người trong gia đình vậy. Và mình bảo con chào Phật đi. Chào như nào? Con chắp tay, con lễ cúi mình là con chào Phật rồi. Đó, tự dưng các con sẽ thấy Đức Phật là Bồ Tát rất là gần. Rồi mình chia sẻ, mình kể cuộc đời của Đức Phật.
Đức Phật là một người mà biết hy sinh cái hạnh phúc của mình để cứu giúp mọi người này, biết sống nghĩ cho người khác này. Bà Bồ Tát cũng vậy. Tự dưng các cõng thần tượng, họ là những người rất là tốt đẹp, tử tế mà. Thay vì thần tượng ca sĩ nọ, diễn viên kia thì hãy thần tượng chính Đức Phật và Đức Bồ Tát. Hay như dịp lễ Phật đản chẳng hạn, mình không gọi là lễ Phật đản hay là nghi lễ nào kia, mà mình nói là ngày mai là sinh nhật Đức Phật đấy, con có món quà gì dành tặng cho Đức Phật không? Con vẽ tranh bà bác nhá. Thế là con mượn điện thoại, con xem được hình Đức Phật, và con ngồi con hì hụi vẽ, con vui lắm. Sau hôm sau, đây là quà con tặng ông, sẽ tặng ông Phật. Thế là con bác dẫn con sang chùa nhá. Thế là con dán lên cái tờ lịch treo ở bên tường của chùa ấy. Con hạnh phúc là bây giờ cái bức tranh đó vẫn được treo ở đó. Ngày nào con đến chùa con cũng hạnh phúc. Đó, tức là chúng ta cần tưới tẩm cái ươm mầm tâm linh cho con ngay từ nhỏ. Thì tự dưng khi các con lớn lên, các con có sự thiện lành. Chính vì thế những người trẻ cũng thế. Nếu như thường xuyên được tưới và giúp họ nhận thức rằng chùa không phải là nơi người già nhé, đến chùa đừng bắt họ tụng kinh gõ mõ mà hãy tạo ra sự an vui bằng cảnh quan, bằng sự kết nối giữa các quý thầy, bằng những câu chuyện, thì họ nhận ra chùa chính là trường học, chùa là ngôi trường học để dạy họ những điều tử tế, và các vị thầy chính là giáo viên. Lại nói đến giáo viên, sẽ có rất nhiều vị thầy đi qua cuộc đời mỗi chúng ta, cũng giống như trong trường có rất nhiều giáo viên khác nhau, ai cũng đều có cái hay riêng của mình cả, nhưng chúng ta cần biết ai là giáo viên chủ nhiệm của mình. Cái vị thầy nào hợp với mình, cái pháp tu nào, cái môi trường nào hợp với mình thì mình hãy biết quay về nương tựa khi cần để mà tìm thấy sự bình an. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng là cái lựa chọn khi các bạn đến đạo Phật. Hãy biết chọn lọc và hãy biết dừng chân và hãy biết đi theo một cái con đường nào thực sự thấy an vui. Đi con đường nào cũng được, chúng ta không phân biệt. Không phân biệt trong đạo Phật nhé. Miễn là bản thân mình thấy phù hợp với mình và mình thấy hạnh phúc trên con đường đó. Có một điều nữa, muốn bất kỳ người trẻ nào tiếp xúc được với đạo Phật thì hãy để họ sống khiêm nhường hơn và sống với sự biết ơn, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương. Nhìn cuộc đời như thế nào thì sẽ quyết định đến cái hành động, cái tư duy như thế. Ví dụ đây cốc nước chẳng hạn, đó. Nếu như ai đó nhìn vào sẽ ai uống hết cốc nước của tôi rồi, họ sẽ buồn bực cái cảm giác đó nuôi dưỡng cả ngày. Nhưng nếu như chúng ta nhìn là ồ may quá vẫn còn một nửa cho chúng ta uống, thì chúng ta hoan hỉ với điều đó. Hay như khi nhìn một thứ ạ, chúng ta không nhìn ở tiêu cực mà nhìn và cái sự tích cực của mỗi người. Hàng ngày mỗi khi thức dậy, chúng ta đều thầm tìm ra đến 1 đến 2 điểm của cuộc đời dành tặng cho chúng ta để chúng ta cảm ơn cuộc đời, thay vì nhìn vào những cái vết buồn. Thực sự thì mình nghĩ rằng con người ta sống với cái tốt, cái tử tế của nhau có khi còn chưa hết, thì dại gì mà lựa chọn sống với những điều tiêu cực ở nhau. Anh thấy rằng khi mà anh được tiếp cận với rất nhiều những bạn trẻ này, anh nói rằng là mình cũng được các bạn ý được coi là một nơi gửi gắm, rất là yên tâm để giải bày tâm sự và góp phần đưa ra một loạt vài những lời khuyên để định hướng, tháo gỡ những khó khăn cho cuộc sống. Thì anh thấy là những cái câu chuyện, những cái khó khăn chung của những người trẻ trong xã hội giờ đây thường là những khó khăn như thế nào? Cái khó khăn lớn nhất là áp lực. Áp lực từ phía gia đình và cuộc sống, áp lực trong học tập. Dạ. Ngay như hiện tại bây giờ, chúng ta nghe rất nhiều cái tin đau lòng về đối với các bạn học sinh, sinh viên. Họ có áp lực và họ có những lựa chọn mà thực sự là rất là sai lầm. Họ chưa biết trân quý những cuộc sống mình. Chỉ khi biết trân quý cái sự sống với cơ thể này, yêu thương chính mình, thì họ mới có hạnh phúc. Mình vẫn luôn nghĩ rằng một người trẻ, một người con trong gia đình, họ cần 3 thứ. Ở cha, ở mẹ, hoặc ở cha, hoặc cả hai cha mẹ đều có. Đó là một người thầy, một người cha và một người bạn. Một người thầy để chỉ bảo dẫn dắt cho họ, một người cha để yêu thương bao dung, và một người bạn để họ thổ lộ tâm tình thoải mái. Nếu họ tìm được rồi thì họ không cần tìm bên ngoài nữa. Nhưng nếu ở bố không có, ở mẹ không có, hoặc ở cả bố và mẹ không có ba cái thế kiềng ba chân đó, họ phải tìm ở bên ngoài, họ phải tìm ở game, ở chơi bài, ở đua xe, ở nọ kia. Đó là một sự mà mình nghĩ rằng mỗi người cha, mỗi người mẹ cũng nên nhìn lại và dành thời gian chất lượng cho con hơn. Vậy thì cụ thể là anh đã tâm tình với các bạn như thế nào để từ những cái lời nói động viên của mình hướng dẫn các bạn mà các bạn có thể biến thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, có thể có những thay đổi anh? Mình có một cái bí quyết, mình cung cấp cho các bạn hai cái vòng tròn. Hai vòng tròn. Bất kỳ cuộc sống mà mình soi vào hai vòng tròn này thấy rất là dễ thở. Cuộc sống sẽ có một cái vòng tròn to bên ngoài. Dạ. Là vòng tròn quan tâm. Tức là những điều chúng ta quan tâm tới nhưng chúng ta không chắc chắn, không quyết định được. Ví dụ, bố mẹ sinh con ra, quan tâm sau này con sẽ là người tử tế, thành đạt, giỏi giang. Đi học thì quan tâm việc là học giỏi, được điểm cao, được đỗ đạt. Nhưng chúng ta không chắc chắn được chúng ta có đạt được cái đó không. Vậy chúng ta quay trở lại. Cái vòng tròn nhỏ hơn bên trong là vòng tròn trong bàn tay ta, tức là vòng tròn ảnh hưởng. Ta có thể tác động chi phối lên nó.
thì cái kết quả kia sẽ có. Nó gọi là nhân quả đấy. Dạ. Quay trở về với chính mình chứ không tập trung bên ngoài nữa. Đấy, với cả những cái vướng mắc của chúng ta, với cả những cái vướng mắc mà các bạn trẻ đang gặp cũng thế, thì tôi nghĩ rằng hãy quay trở lại, soi lại chính mình, đang có gì, đang thiếu gì, và trong cái khả năng của mình có thể làm gì để thay đổi nó, thay vì ngồi than vãn, thay vì ngồi chìm đắm. Khi đó thực sự bình tâm hơn thì họ sẽ sáng suốt hơn. Bởi vì rõ ràng là trong thực tế xã hội hiện đại ngày nay có quá nhiều áp lực, đúng không anh? Nếu người trẻ mà đối diện với những áp lực đó mà không đủ những cái kỹ năng, những trang bị, hay như anh nói là có những người thầy, người cha hay những người bạn để họ có thể chia sẻ, thổ lộ và nâng niu họ, vậy thì chung quy lại như anh nói, vẫn là vòng tròn cốt lõi. Các bạn phải tự giải quyết được những cái vấn đề trong chính tinh thần của mình. Họ phải nhận thức được không ai đi hộ được họ bước chân của mình, không ai thở hộ được hơi thở của mình. Mình phải là người biết yêu quý bản thân mình, trân trọng bản thân mình. Như mình nói, cách tốt nhất đóng góp cho xã hội là sống thật hạnh phúc trong từng phút giây. Có một cái bí quyết mà mình được đón nhận và mình tiếp thu từ thầy mình mà mình thấy rất hạnh phúc, đó là hãy coi mỗi ngày là một kiếp sống của chúng ta. Thay vì nghĩ rằng chúng ta 80 tuổi, 90 tuổi chúng ta chết đi mới là hết một kiếp, thì hãy coi mỗi ngày là một kiếp. Sáng chúng ta được sinh ra, trưa chúng ta được nửa cuộc đời, tối chúng ta lại chết đi, đêm chúng ta hoài thai, và ngày hôm sau chúng ta lại được tái sinh, được sinh ra trong một kiếp sống mới. Như thế, một tháng chúng ta có 30 kiếp, một năm có 365 kiếp, luôn có cơ hội để làm mới mình, bắt đầu lại từ đầu, không ôm những vướng bận muộn phiền của kiếp sống hôm qua sang hôm nay nữa. Rất là thú vị ạ. Và rõ ràng nếu mà nghĩ như thế thì chúng ta sẽ hết mình trong từng khoảnh khắc và hiểu được cái sự tỉnh thức trong cuộc sống và trân trọng nâng niu nó hơn, anh nhỉ? Và phải biết rằng mình đang hạnh phúc. Được sinh ra là người đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nó giản dị lắm. Niết bàn không ở đâu xa đâu ạ. Niết bàn không phải một cõi xa vời và giống như phép màu. Niết bàn chính là sự an nghỉ của tâm. Tâm bình an, tâm thôi điên đảo, tâm thôi cuồng loạn thì đây là niết bàn rồi. Mình ăn một miếng cơm cũng là hạnh phúc, uống ngụm nước cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc gì? Mình biết ơn. Cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc là hãy biết coi, biết trân quý, biết coi tất cả mọi thứ xung quanh mình là bạn, không phải là vật vô tri đâu. Hãy coi đôi mắt, đôi tay, trái tim, đôi chân là bạn của mình. Mình cũng nói với các con học sinh, khi các con đối xử tốt với bạn, bạn tốt lại, là chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, đôi mắt sáng. Nhưng khi chúng ta đối xử tệ với bạn, bạn cũng tệ lại với mình, là nhân quả nữa đấy, là cơ thể chúng ta mệt mỏi, ốm yếu. Chính vì thế mà chỉ khi chúng ta biết trân quý từng bộ phận, từng cơ thể, từng hạnh phúc đang có. Hạnh phúc là mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta còn đánh răng, chúng ta còn được rửa mặt, chúng ta còn đến trường, còn được gặp bố mẹ, đấy là hạnh phúc rồi, không phải đau to bố lớn đâu. Và muốn có như thế thì chúng ta phải biết ơn. Biết ơn từng thứ chúng ta nhận được. Có một cái bài hát ngắn lắm mà tôi thường xuyên hát, và nó góp phần nuôi dưỡng cái sự biết ơn trong tôi. Anh hát luôn đi ạ. Đó là bài Thiền Trà. Vâng. Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Khi uống chén nước trong, ta nhớ cội nhớ nguồn. Khi nhấp chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước nhiệm màu tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Tức là mọi thứ mình nhận đều biết ơn từng chân quý từng thứ một ý, thì mình sống hạnh phúc rất là nhiều. Một cái kinh nghiệm nữa, một cái điều nữa rất cần cho các gia đình, đó là hãy dạy con cái sống với sự biết ơn. Lòng biết ơn tạo nên phép màu, tạo nên sự diệu kỳ, thực sự thế. Thay vì sinh nhật chúng ta tổ chức linh đình các con, thì hãy chỉ thủ thỉ với con rằng, và mình đã làm với các cháu của mình rồi. Dạ. Ngày sinh nhật mình hỏi, ngày sinh nhật là ngày gì hả con? Ngày sinh nhật là ngày con được sinh ra đời bác ạ. Vậy ai sinh con ra đời? Là bố con, mẹ con. Ai sinh bố mẹ con ra đời? Là ông bà. Vậy ngày sinh nhật là ngày con phải tặng quà cho bố mẹ và ông bà để cảm ơn. Con tặng quà bằng cách nào? Một bài hát, một cái ôm, đấy là tặng quà rồi. Và sinh nhật những năm sau như thế, nó sẽ háo hức nó tìm cách để nó tặng quà cho bố mẹ ông bà. Đó, cái nhận thức nó khác hẳn nhá.
một cái đứa trẻ biết sống với sự biết ơn, nó tuyệt vời lắm. Dạ, đó là cách mà chúng ta đang từng bước để góp phần ươm mầm tâm linh đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu như những người trẻ nào cũng được tiếp cận, được ươm mầm tâm linh, được hiểu và tiếp cận những giá trị Phật pháp thì có lẽ là xã hội của chúng ta sẽ từng ngày những hoàn cảnh đau thương của những bạn trẻ không tìm được lối thoát trong cuộc sống của mình sẽ không phải xảy ra và chúng ta sẽ không phải bàn tới trên báo đài, truyền thông như hiện giờ nữa. Đúng rồi. Thay đổi bắt đầu từ mỗi người và từ mỗi gia đình. Và đạo Phật cũng thế. Mình nghĩ rằng khi mà đã giác ngộ rồi ấy, khi được tưới tầm rồi ấy, thì Phật, Đức Phật không nằm ở trong một ngôi chùa, một tượng đồng, tượng gỗ nào cả, mà Đức Phật nằm ngay trong chính lòng mình. Đạo là gì? Đạo là đường. Đạo Phật mình nghĩ rằng chính là con đường liên quan đạo đức. Mọi con đường liên quan đạo đức, sự tử tế đều là con đường mà đạo Phật đang hướng tới. Nên hãy nuôi trong lòng mình, hãy gọi tên vị Phật trong lòng mình thức giấc. Mỗi khi có bất kỳ cái biến cố của cuộc sống xảy ra, hãy bình tâm lại, mỉm cười, tập thở, tĩnh lặng, không có hành động gì cả. Và hãy gọi tên vị Phật thức giấc để đối thoại Phật. Anh hãy kể cho chúng tôi nghe nhiều hơn về cái sợi dây kết nối đam mê, tình yêu mà anh gửi gắm vào trong đó, cũng là nơi để anh lan tỏa đi những giá trị tốt đẹp, những tác phẩm văn chương hay những bài thơ. Tại vì trước đây anh nói rằng là từ khi giác ngộ Phật Pháp, quan điểm sáng tác, ngôn ngữ và đề tài của mình cũng thay đổi rất là nhiều. Thực sự thì đạo Phật giống như cơn mưa đã tưới cho mình rất nhiều nguồn năng lượng tích cực. Và khi cái năng lượng tích cực đó chuyển hóa thì những cái câu thơ mình viết nó cũng cảm giác là có cái sức sống hơn. Trong một Phật đản này thì mình thấy rằng có một bài thơ khá phù hợp, đó là những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn. Mình viết khi mà nhìn hình ảnh các quý thầy đi trên những cái hành trình, trên những lộ trình để mà hoằng pháp ấy, dạ. Thì trên những cái dấu chân đó mình nhận ra rằng là những cái tâm huyết, là cái sự tiếp nối. Mỗi dấu chân là một sự tiếp nối, mỗi quý thầy là một sự tiếp nối, và nó còn vĩnh viễn với thời gian. Và trong không khí ngày hôm nay cũng muốn được chia sẻ để mọi người cảm nhận hơn về những cái năng lượng tích cực, về những cái sự chuyển hóa và cái thông điệp mình gửi gắm trong mỗi sáng tác. Xin phép được đọc tặng tất cả quý vị khán giả những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn. Ngàn xưa ấy còn trong từng hơi thở, vạn kiếp rồi hương bát nhã âm vang, những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn, cho nhân gian vạn người đang tiếp nối. Bước thong dong nở bông hoa hiện tại, những thảnh thơi trong vững chãi an bình, từng dấu chân đưa ta về tịnh độ, quê hương là an trú giữa tăng thân. Mình là gió, gió thổi những yêu thương, mình là mưa, mưa hồn nhiên trong mát, mình là cây xanh cho đầy mặt đất, mình là Phật, hãy nở đóa sen tâm. Mặc thời gian ấm áp những vô thường, cứ an nhiên đến tận cùng hơi thở, những tháng ngày của vinh quang phú quý cũng không bằng năm tháng giữa yên bình. Hái trao nhau từng ý nghĩa thiện lành, theo mùa trăng Như Lai vàng muôn lối. Đời đẹp lắm vì hôm nay đã tới, nắm thương yêu ca hát giữa vô thường. Những dấu chân còn mãi giữa trăng ngàn, những dấu chân của không sinh không diệt, những dấu chân đưa ta về hạnh phúc, tái sinh mình theo mỗi bước chân như. Thực sự thì mình thấy rằng đạo Phật đã tái sinh cuộc đời mình thứ hai. Dạ. Hay ở trong đây mình cũng có cái thông điệp mình là gió, gió thổi những yêu thương, mình là mưa, mưa hồn nhiên trong mát. Mình hãy nuôi dưỡng cho mình một ngọn gió mát lành. Vì rõ ràng khi mình mà nuôi dưỡng ngọn gió mát lành thì mình được hưởng cái sự mát lành đến đầu tiên, sau đó những người xung quanh mình cũng được hưởng theo. Nhưng nếu mình nuôi dưỡng một ngọn lửa, một sự đố kỵ, buồn bực, mình là người bị bỏng đầu tiên, sau đó người thân và đồng nghiệp xung quanh mình. Dạ. Nên hãy nuôi dưỡng tất cả thiên nhiên. Tại sao mình nhắc đến nhiều gió, mưa, thiên nhiên là vì thế, cây là thế. Vì thiên nhiên là người bạn vĩ đại nhất, là bà mẹ vĩ đại bao dung và dâng hiến tất cả cho chúng ta. Hàng ngày đó là chúng ta sống nhé, chúng ta dẫm đạp trên mặt đất, thậm chí chúng ta phá hủy môi trường. Nhưng mà thiên nhiên và đất mẹ vẫn nhẫn nại, vẫn bao dung, vẫn thầm dâm hiến, không có phân biệt gì cả. Chính vì thế mà chỉ khi chúng ta biết trân quý, có trách nhiệm với thiên nhiên hơn, để thiên nhiên chữa lành cho mình, thì chúng ta mới có được cái sự tươi mát và có cái sự bình an, và cuộc sống cũng như tất cả mọi cái chúng ta đang làm nó có giá trị. Học cách biết ơn thiên nhiên, biết ơn bảo vệ môi trường cũng là cái thông điệp mà mình đang hướng tới qua mỗi cái sáng tác, qua những cái điều mình đang làm. Không chỉ được biết đến là một tài năng văn chương, một quản trị mạng phụ trách trang blog, các hoạt động cộng đồng với nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa đến các vùng khó khăn, Lương Đình Khoa còn được biết đến với vai trò một người Phật tử bằng nhiều hành động thiết thực, đã và đang cống hiến sức lực, tâm trí của mình trong việc phụng sự và cống hiến,
lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp đến cho nhiều người với mong muốn ai cũng tìm thấy ánh sáng, tìm thấy con đường đi cho chính mình. Liên tục từ các năm 2017, 2018, 2019, nhà thơ Lương Đình Khoa đã đồng hành cùng ban tổ chức khóa tu để truyền cảm hứng sống tích cực cho hơn 10.000 bạn trẻ khắp các tỉnh thành qua 8 khóa tu mùa hè chủ đề về nguồn tại chùa Bái Đính Ninh Bình và chùa Tam Trúc Hà Nam. Bất kỳ ai có duyên gặp gỡ với Lương Đình Khoa đều cảm nhận được năng lượng, thông điệp ý vị về giá trị sống thiện lành, tích cực từ anh. Lương Đình Khoa chia sẻ, sở dĩ anh chọn đồng hành với các khóa tu mùa hè hay làm cán bộ truyền thông ở trường học cũng là để mình có cơ hội truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa đi những giá trị của hiểu và thương tới những người trẻ. Dù ít dù nhiều, góp vào hành trình các em đang đi một chút hạnh phúc nở từ bình an. Bây giờ bận rộn với rất là nhiều hoạt động như thế thì anh thường chắt chiu những nguồn cảm hứng, những chất liệu sáng tác để thường sáng tác vào những cái thời điểm nào trong ngày, hoặc là cái sức sáng tác của mình bây giờ như thế nào, anh có dồi dào như trước đây không? Tất nhiên thì có các công việc bận rộn thì cái sự sáng tác nó cũng điều tiết lại và nó sẽ được trỗi dậy thì vào cuối ngày. Thường thì cuối mỗi ngày mình sẽ suy ngẫm lại những cái mình đã trải qua và mình nhặt ra những điều tích cực để mình khơi sâu nhiều nó hơn, là mình chìm đắm và mình phân tích nó nhiều hơn, giống như mình tưới cho mình cái nguồn năng lượng đó. Thì khi cái nguồn tích cực đó nó trỗi dậy rồi, nó bật mầm dậy rồi, thì mình có nhu cầu tiếp tục được lan tỏa. Ô, hôm nay mình hạnh phúc mà, tại sao mình không chia sẻ cái hạnh phúc đó đến người khác? Hạnh phúc từng ngày từng giờ, hạnh phúc với cả thiên nhiên cuộc sống quanh ta. Hay như trong thời điểm này, thực sự có những buổi đi ăn cơm, mình đi dưới những hàng xấu rụng hoa xuống, lần đầu tiên ngắm bông hoa xấu nó nhỏ bé bình dị như bàn tay thôi, đẹp quá. Hàng ngày trên cao mình không được nhìn mà tự dưng thấy bình an. Và những cái sự thiện lành như thế thì tự dưng cuộc sống nó đẹp lắm. Hàng ngày mình để cho mình cuộc sống đẹp như thế thì mình sẽ nghĩ rằng nó là một cái sự thực sự là cái thiên đường rồi đấy ạ. Vậy cụ thể ạ, khi mà chúng ta đã được tiếp cận được với Phật Pháp này, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống và hiểu hơn những cái điều quan trọng đó là gì, đó là sự bình yên, an lạc, an vui, sự yêu thương lẫn nhau. Vậy thì bây giờ cụ thể đi, có thể bắt đầu từ những cái hành động, những phương cách nào để có thể thực hành và làm được những điều đó hả anh? Để thực hành điều đó thì mình nghĩ rằng cần lắm những cái sự nối dài của quý thầy, của đạo Phật. Cần rất nhiều môi trường cho người trẻ đến để họ trải nghiệm, và hãy biến ngôi chùa trở thành ngôi nhà, trường học để các bạn tiếp tục gắn bó, để tiếp tục trở lại và thấy an vui, tiếp tục muốn được cống hiến. Vì rõ ràng chúng ta, người trẻ có rất nhiều và năng lượng của họ rất tích cực rất nhiều. Một người có thể khó để thắp lên cho điều gì đó, nhưng nhiều người cùng thay đổi, cùng an vui, cùng hạnh phúc thì mình nghĩ rằng nó sẽ tạo nên sự diệu kỳ. Và muốn như thế thì trách nhiệm nó thuộc về mình, về bạn, về các quý thầy, về những ngôi chùa, về đạo Phật. Hãy đưa đạo Phật vào cuộc sống thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái bước ngoặt rất là lớn, một cái cú hích để mà khơi mở ra rất nhiều điều kỳ diệu ở giữa cuộc đời này. Dạ. Đó thực sự là những việc làm rất là cần thiết, quan trọng cho những câu chuyện lớn hơn, rộng mở hơn của chúng ta khi mà mong muốn lan tỏa ra xã hội cộng đồng. Vậy còn từ bản thân mỗi cá nhân, chúng ta có thể thực hành hàng ngày như thế nào? Cách đơn giản nhất là hãy nuôi dưỡng cho mình trong một môi trường lành mạnh và tích cực hàng ngày. Tự tạo cho một cái môi trường lành mạnh. Đúng, là lành mạnh bằng tất cả các phương tiện. Nghe nhạc cũng thế. Hãy biết nghe nhạc những cái bài tĩnh tâm hơn, những bài thiền ca hay những cái bài mang năng lượng tích cực, thay vì những bài chỉ có than thở dầu dĩ về cuộc sống mệt mỏi cô đơn. Gặp gỡ cũng thế. Dạ. Hãy gặp gỡ những người mà có năng lượng tích cực, họ vui vẻ, họ thoải mái, để mình được lan tỏa từ họ. Thay vì mình chỉ tìm những người những cái nơi u sầu hay những chìm đắm đó, mình nghĩ rằng thay đổi như từng bước nhỏ như thế. Dạ. Thì mình sẽ tạo ra cái môi trường sống cho chính mình lành mạnh nhất. Và cứ dần dần từng bước một sẽ có những cái mối nhân duyên đúng rồi, tốt lành đến với bản thân. Đúng rồi. Giữa người với người là có cái sóng này, mình nghĩ rằng có năng lượng tích cực đấy ạ. Dạ. Vì nó là sự câu thông, là truyền thông lẫn nhau. Nên khi chúng ta nuôi dưỡng xong là mình sự tích cực thì sẽ hút đến những cái sự tích cực đến tương tác với mình và để kết nối với mình để làm nhiều điều hơn nữa. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta phát ra cái tín hiệu tiêu cực thì chỉ có những tiêu cực có thu lại dần thôi. Dạ. Quay trở lại với những cái câu chuyện đầu tiên mà anh Khoa có chia sẻ, là những cái băn khoăn ngày xưa của mình giờ đây đã được giải tỏa. Vậy thì bây giờ khi anh thực sự đã tìm thấy hướng đi trong cuộc đời của mình rồi, quay trở lại câu chuyện về gia đình, những người thân yêu đi, cha mẹ bây giờ chắc đã thực sự cũng hài lòng và hạnh phúc
khi con của mình đã tìm được hướng đi đúng không ạ? Thực ra thì cha mẹ thì thuộc thế hệ cũ nên những tư duy, những quan niệm nó vẫn còn rất là nhiều. Chính vì thế mà hiện tại là mình đang cố gắng để thay đổi, để thấy rằng, để chứng minh cho bố mẹ rằng mình đang hạnh phúc thì mình đang cố gắng từng ngày và mình gieo duyên mọi người với đạo Phật. Dạ. Có một cách gieo duyên rất là đơn giản mà mình nghĩ rằng mọi người có thể ứng dụng theo. Tức là trong bữa cơm hàng ngày chúng ta nấu cơm, chúng ta đong vào đó 3-4 bát gạo rồi, chúng ta hãy đong dư ra, sau đó chúng ta sẽ đong lại và chúng ta nguyện rằng con xin phép được bớt một chén gạo này để cúng Phật nuôi tăng, để góp với chùa, để cúng cho chúng sinh, để góp phần gieo duyên từng nhỏ nhỏ một chút như thế. Và cũng rất là vui khi mà cái thời gian vừa rồi mình về nhà thì thấy rằng mẹ mình cũng bắt đầu tham gia với cả những người cùng tuổi ở đấy, bắt đầu cũng quy y, bắt đầu biết quy y đạo Phật. Dạ. Thực sự rất bất ngờ đấy ạ. Trong chùa để dạy kinh buổi tối thì cũng thường mới lo lắng là sắp xếp công việc sao để có thể vào đó để tụng kinh với mọi người. Đây là cái bước tín hiệu rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy cũng có sự thay đổi. Có lẽ là cũng là nhờ một chút gì đó duyên mình đã gieo. Từ duyên đã gieo và theo quan sát của Linh có lẽ là từ chính thay đổi của anh. Anh chính là cái duyên mà lớn nhất, khi mà anh thay đổi thấy tốt hơn thì một cách rất là tự nhiên mọi người cũng có thể là cũng mong muốn được song hành cùng anh để chúng ta cùng tạo nên những cái hạnh phúc đó. Người thân của mình thay đổi từ những cái điều tốt đẹp thì tại sao chúng ta cũng không nắm lấy sợi dây đó để cùng nhau lan tỏa và chia sẻ đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà thay đổi lớn nhất đó là hai người cháu của mình, là con và em trai. Thực sự như mình chia sẻ, các con mình sẽ thấy sống, học cách biết ơn nhiều hơn, khiêm nhường hơn và hoan hỉ hơn, biết kính Phật hơn, tìm được cái sự an vui tự thân. Anh có những bài thơ nào để viết về những cái tình cảm của mình với những người xung quanh không? Có thể là ngay từ những người thân trong gia đình của mình đó. Và xin phép được đọc Nhặt Bình Yên Trong Khu Vườn Năm Tháng. Vâng, xin mời anh. Con muốn về thăm lại mảnh vườn xưa, nơi yêu thương vương tháng ngày tuổi nhỏ. Bốn phương trời tìm đâu bình yên thế, cùng mẹ cha mong ngóng bóng lặng thầm. Vườn êm đềm lấp lánh vàng ánh trăng, kể con nghe những ân tình cổ tích, nói với con những điều vinh quang nhất, hơn được không năm tháng giữa yên bình. Dẫu cuộc đời là tìm nhớ giữa quên, dẫu gió sương vương đôi đường cách biệt, tập mỉm cười trên những điều còn mất, sống an nhiên trên từng bước vô thường. Cây và hoa vươn mình đón ánh dương, hoa thơm hương tan muộn phiền hối hả. Cây hiên ngang có bao giờ gục ngã, mẹ và cha năm tháng hãy an lòng. Xin mãi còn xanh mát ở trong con, mảnh vườn xưa ấm êm tình cha mẹ, đợi con về như bao ngày thơ bé, nhặt bình yên, gom hạnh phúc ngọt lành, đất mẹ hiền và chiếc lá biếc xanh. Linh thấy ngay từ tựa đề bài thơ, nhà thơ Lương Đình Khoa đã dùng cái cụm nhặt bình yên nó rất hay và ý nghĩa và khiến chúng ta có thể chiêm nghiệm được nhiều điều. Điều đó cho thấy rằng là xung quanh chúng ta ở đâu cũng đều có những bình yên dành cho mình. Quan trọng là chúng ta có biết và mong muốn để góp nhặt những điều đó vào hay không. Hạnh phúc, bình yên nó không phải là cái gì đau to búa lớn đâu. Nó là sự gom nhặt từng ngày từng giờ như đàn kiến ý. Nên chúng ta hãy học cách đón nhận hạnh phúc từng giờ từng phút và gom cho mình để làm đầy cái túi của mình. Dạ. Thì tự dưng mình hạnh phúc thôi. Chứ đừng phải chờ đợi một cái bước ngoặt, chờ đợi một cái gì thực sự thành công rực rỡ, đau to búa lớn thì mới là hạnh phúc. Vâng, và cũng như anh cũng đã viết là tập mà mỉm cười trên những điều được mất. Vâng. Đón nhận mọi thứ đi. Cái gì đến ý, nó đã thuộc của mình rồi, mình không thay đổi được. Mình hãy học cách đón nhận nó, ôm ấp nó để xử lý nó một cách tốt nhất. Mình cũng sống theo 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. Và khi bất kỳ cái gì mình sống, mình nghĩ theo đó thì mình thấy cuộc sống của mình hoan hỉ hơn. Việc gì đến là việc cần xảy đến. Cái gì đã qua cho qua. Ai cần gặp chính là người chúng ta nên gặp. Cái gì đến là cái nên đến. Đó. Bất kỳ nhân duyên gặp gỡ, bất kỳ cái gì xảy ra cũng đều là nhân duyên của mình rồi. Đừng chạy trốn nó. Hãy học cách ôm ấp nó bằng đôi mắt thương nhìn cuộc đời, bằng sự bao dung và bằng cái sự bình tâm nhất. Chỉ khi bình tâm, khi làm mặt mặt hồ phẳng lặng thì mình mới soi bóng được mặt trời, soi bóng được chính mình và soi bóng được người khác. Lúc đó điềm tĩnh thì sinh trí tuệ mà, trí tuệ mới nảy sinh. Còn nếu như mặt hồ đang là cuộn sóng, chúng ta đã nhiều con ngựa chạy trên đường với những lo toan, với những tính toán, vui buồn được mất, chúng ta sẽ đánh mất mình. Chúng ta không biết chúng ta đang đi đến đâu, chúng ta đang có cái gì và chúng ta phải đi tiếp như thế nào. Hy vọng rằng
Mỗi người cũng sẽ có những cái khái niệm khác nhau về hạnh phúc, nhưng mà hãy biết nuôi dưỡng hạnh phúc tự thân mình từng ngày từng giờ, chứ đừng chờ đợi hạnh phúc ở một cuối con đường. Cũng giống như vợ và chồng trong gia đình như thế. Khi mà chúng ta chia sẻ cái khó khăn với nhau, mỉm cười cho nhau từng giờ trong khó khăn, đấy là hạnh phúc. Còn khi chúng ta thành công rồi, chúng ta giàu có rồi, hạnh phúc tự dưng biến mất. Khi đạt được rồi mà, đúng không? Rất là hay ạ. Không biết là trong thời gian này và cả trong một tương lai gần thì anh có đang ấp ủ những cái mong muốn gì sẽ được hoàn thành để tiếp tục lan tỏa và chia sẻ những giá trị đó không ạ? Cái dự định lớn nhất của mình vẫn đang ấp ủ và đang thực hiện từng bước một. Đó là in tập sách thứ 6. 5 tập trước thì như mình nói đơn giản là cái sự cảm xúc cá nhân, những cái vui buồn được mất nó dừng ở bước đó. Nhưng mà ở cái tập sách thứ 6 này mình muốn là những cái sáng tác tản văn thơ, là những cái chia sẻ mà mang nhiều cái tinh thần mắt thương nhìn cuộc đời của đạo Phật, có hiểu có thương, và đấy cũng là một món quà, đấy là một ngọn gió mát lành mà mình muốn lan tỏa để ai đó cũng được hưởng cái sự mát lành theo. Và chắc chắn rồi, khi mọi người nhặt được một chút bình yên nào đó từ ai đó, đừng ngần ngại lan tỏa nó tới những người xung quanh, và đặc biệt gần gũi nhất là chính người trong gia đình chúng ta. Dạ, và chúc anh sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều niềm vui, hạnh phúc và an yên trên con đường mà mình đang lựa chọn với rất nhiều những niềm tin để tiếp tục lan tỏa và sẻ chia tới cho thật nhiều người. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn nhà thơ Lương Đình Khoa rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời đã cho Khoa cơ hội để được chia sẻ, để được nhìn lại chính mình và để biết mình có thêm động lực. Tiếp tục là cánh tay nối dài của các quý thầy của đạo Phật lan tỏa tới những người mà Khoa có duyên gặp gỡ trong cuộc sống. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều những điều quý giá cho cuộc gặp gỡ bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay. Tất cả đều là những nhân duyên, và nhân duyên chắc hẳn là đều xuất phát từ sự đồng điệu, những mong muốn của chúng ta để làm cho bản thân, làm cho xã hội cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc gặp gỡ tiếp theo cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Khởi đầu từ khát vọng, mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, nơi cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ khách hàng hoàn hảo, cùng ứng dụng thương mại điện tử tiện ích, là giải pháp toàn diện cho mọi công trình, góp phần dựng xây mái ấm gia đình Việt. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.